Không còn thất tình U Quốc vì Trường Giang, nam em thay đổi chóng mặt đến mức khó nhận dạng. Nam em thay đổi 180 độ, bị nghi ngờ mắc bệnh trầm cảm, vướng nghi án bao bì và nay là phẫu thuật thẩm mỹ sau bê bối tình ái với Trường Giang. Tháng 4, 2018, nam em công khai mối tình 30 ngày chỉ có nốt thăng, chưa từng xuống nốt dáng với Trường Giang. Scandal bị đẩy lên đỉnh điểm khi ông xã Nhã Phương lên tiếng bác bỏ. Nam danh hài bảo vệ Nhã Phương và nói nam em có vấn đề về đầu óc. Khép lại bê bối tình ái, Trường Giang kết hôn với Nhã Phương, còn nam em cũng bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên, sau ồn ào yêu đương, người ta lại thấy hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 thay đổi 180 độ, từ tính cách đến ngoại hình. Sự thay đổi ấy khiến nhiều người vừa mừng vừa lo, bởi dù đã không còn U Quốc vì tình, nhưng nam em lại để lộ những dấu hiệu bất thường. Nghi vấn mắc bệnh trầm cảm, sau chuỗi ngày u buồn vì tình cảm, nam em khiến người hâm mộ lo lắng khi xuất hiện với vóc dáng tiều tụy phải vào viện điều trị tâm lý. Liên tiếp những ngày sau đó, cô có hành động lạ, công khai tình yêu tưởng chết với Trường Giang, nhưng nam em lại mang bánh và hoa nhầm nhà để tặng sinh nhật danh hài. Điều này là bất bình thường với những ai được cho là thực sự quan tâm, yêu thương nhau. Thừa nhận bản thân giống con bệnh, nam em khiến nhiều người lo lắng vì tâm trí ngày càng hỗn loạn. Hoa khôi thường xuyên u sầu, mất kiểm soát về hành vi, có những hành động khó hiểu như múa thìa, massage do chó, tâm sự cùng chim. Cô cũng khiến dân tình hoảng hốt khi dậy điên đảo như muốn làm bung nóc ô tô dù đang lưu thông trên đường. Hành động lạ của nam em khiến cụ người mẫu Dương Ý Ngọc khẳng định hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long đang bị trầm cảm độ 2. Nếu không có phương pháp chữa trị kịp thời, sẽ dẫn tới hành động tiêu cực hủy hoại bản thân. Trái lại, Quế Vân, người chị em thân thiết, lại cho rằng nam em hoàn toàn bình thường. Về phía mình, người đẹp sinh năm 1996 từng thú nhận, khùng là thứ bệnh giúp tôi trường tồn. Đã giác ngộ sau loạt hành động như tự biết mình khùng, nam em dần lấy lại cân bằng. Người đẹp cảm ơn thiên sứ tình yêu vì đã ban cho sức mạnh vô địch để không còn U Quốc vì tình ái. Nam em cảm ơn thiên sứ tình yêu vì đã ban sức mạnh vô địch để không còn U Quốc vì tình. Ngoại hình thay đổi, không chỉ biến đổi tâm lý, nam em cũng khác xa về ngoại hình. Từ một cô gái có vóc dáng mình hạt sương mai, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện với thân hình phì nhiêu, được ví như mệnh phụ phu nhân, cô thậm chí bị nghi ngờ bầu bì vì lộ vòng hai lớn lên trông thấy. Nói về ý kiến bụng to như mang thai, phía nam em khẳng định chỉ là do tăng cân. Ngán ngẩm với thân hình ngáy mỡ, nam em đã đặt quyết tâm, tôi phải đẹp lại thôi. Mập hoành hành lâu quá rồi, người đẹp cho biết đã giảm 8kg sau thời gian ép cân kịch liệt. Gần đây nhất, nam em quyết định tân trang lại mái tóc với gam màu bạch kim rực rỡ sau khoảng thời gian ít quan tâm tới ngoại hình. Chưa dừng lại ở góc con người, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long lại tiếp tục gây xôn xao vì gương mặt khác lạ. Cô khiến ai cũng đặt dấu chấm hỏi cho đôi mắt to tròn nhưng có phần sưng mọng. Nhiều người nghi ngờ hoa khôi đã nhờ đến bác sĩ thẩm mỹ để tìm vẻ đẹp hoàn hảo. Theo đó, nam em được cho là đã nhấn mí nên gương mặt mới lạ lẫm tới vậy. Đặt hai bức ảnh cũ và mới cạnh nhau, đôi mắt của người đẹp lộ rõ sự khác thường. Nam em vướng nghi án thẩm mỹ khi xuất hiện với đôi mắt to tròn sưng mọng. Tuy nhiên, nam em lại bị chê xuống sắc thảm hại giữa nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Vô số ý kiến của cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối cho nhan sắc cũ của hoa khôi vì cho rằng chị làm mí không hợp, cắt mí làm chị bớt đẹp đi nhiều. Nam em bị chê bai nhan sắc mới. Hiện tại, phía nam em vẫn chưa có phản hồi về việc này. Song thông tin cô tới gặp bác sĩ để tìm vẻ đẹp hoàn hảo vẫn đang là chủ đề được đông đảo khán giả quan tâm. Rao bán nhà để phục vụ kinh doanh, em gái Nhã Phương gây choáng váng khi tiết lộ từng ngóc ngách trong căn hộ 7 tỷ. Ngôi nhà có diện tích 52m², gồm 4 phòng ngủ, các tầng đều được lát sàn gỗ hiện đại. Mới đây trên trang cá nhân, Phương Anh, em gái của Nhã Phương lần đầu tiết lộ từng ngóc ngách ngôi nhà hơn 3 tầng mà cô và ông xã đang ở. Theo tìm hiểu, căn nhà này nằm ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vì đang có nhu cầu kinh doanh nên cặp vợ chồng trẻ đã quyết định chuyển nhượng cho người khác. Ngôi nhà có diện tích 52m², gồm 4 phòng ngủ, các tầng đều được lát sàn gỗ hiện đại. Căn nhà em gái Nhã Phương sở hữu nằm ở khu dân cư cao cấp, có giá khá đắt đỏ. Mặt tiền của ngôi nhà, từ phòng ngủ đến phòng bếp đều gọn gàng sạch sẽ. Trước đó, Phương Anh từng rất kín tiếng trong chuyện đời tư, nên thông tin cô đang là chủ sở hữu căn nhà 7 tỷ mới đây khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Phương Anh tên đầy đủ là Trần Phương Anh, sinh năm 1992, từng theo học khoa diễn xuất của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Được nhận xét sở hữu vóc dáng và gương mặt không thua kém bất cứ hot girl nào, nên trước khi theo chồng bỏ cuộc chơi, cô từng tham gia một số bộ phim như Phía Sau Tội Ác, Sóng Gió Gia Tộc, Cỏ Dại. Phương Anh được ví là bản sao của Nhã Phương khi sở hữu nhiều nét đẹp tương đồng với người chị nổi tiếng. Đam mê bộ môn nghệ thuật thứ bảy, Phương Anh theo học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố. Cô từng chia sẻ rất yêu thích nghề diễn.
Đầu tháng 8 2018, Phương Anh chính thức nên duyên vợ chồng cùng mình thân. Ngày vui của cặp đôi được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới có tiếng ở thành phố. Đến giữa tháng 10, trên trang cá nhân, Phương Anh gây bất ngờ khi chia sẻ đang mang bầu sau 2 tháng kết hôn. Cô nàng tiết lộ, dù ở những tháng đầu thai kỳ, nhưng sức khỏe tốt và ăn được khá nhiều. Sau nửa năm ly hôn, tim trầm cảm, sụt đến 18kg. Còn Trương Quỳnh Anh thì sao? Hai người có hai trạng thái hoàn toàn khác nhau khi đón nhận biến cố hôn nhân xảy đến với gia đình mình. Tháng 7, 2018, ca sĩ Tim chính thức xác nhận ly hôn với diễn viên Trương Quỳnh Anh. Từ đó đến nay dù vẫn sống cùng một nhà, nhưng cả hai hiếm khi xuất hiện cùng nhau và cũng kín tiếng hơn. Sau khi ly hôn, Tim liên tục sụt cân và trở nên gầy gò bất thường. Có những thời điểm nhìn anh khá hốc hác, gương mặt hớp lại xuống sắc. Khi người hâm mộ lo lắng hỏi thăm thì Tim cho biết anh giảm cân theo yêu cầu của vai diễn mới. Thế nhưng mới đây, Tim thành thật thừa nhận chính căn bệnh trầm cảm mới là lý do khiến cho mình sụt cân kinh khủng đến như vậy. Nam ca sĩ cho biết trong suốt 6 tháng, anh thường xuyên rơi vào trạng thái stress cực độ, chán ăn, lúc nào cũng cảm thấy buồn nôn và căng thẳng. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã sụt 18kg so với trước kia. Từ một chàng trai khỏe mạnh vạm vỡ, Tim trở nên gầy gò hốc hác khiến nhiều người không nhận ra. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng cho biết hiện anh đang loay hoay không biết làm thế nào để vượt qua chuỗi ngày tồi tệ này. Tim sụt 18kg sau khi ly hôn Trương Quỳnh Anh. Gương mặt anh lộ rõ sự mệt mỏi xuống sắc. Ở phía ngược lại, cách đây vài tháng, Trương Quỳnh Anh cũng từng tâm sự về cuộc sống của cô và chồng cũ hậu ly hôn. Theo lời Quỳnh Anh, dù đã không còn là vợ chồng chính thức, nhưng cô và Tim vẫn ở chung một nhà để cùng nhau chăm sóc con trai. Tuy nhiên, họ học cách bớt quan tâm và quản lý cuộc sống của nhau. Điều đó giúp không khí chung giữa họ trở nên bình yên, thoải mái hơn và dần đi vào guồng quay nhất định. Trái ngược với sự khủng hoảng tâm lý của Tim, sau ly hôn Trương Quỳnh Anh trở nên mạnh mẽ, xinh đẹp và vững vàng hơn rất nhiều. Cô tâm sự trên báo, tôi từng không dám nghĩ rằng mình sẽ có ngày tự tin mạnh mẽ và khoan thai như bây giờ. Không ai có thể biết được tôi đã trải qua thời kỳ khủng hoảng như thế nào, nhưng rồi bỗng nhiên giờ tôi phải biết ơn nó. Trương Quỳnh Anh và con trai trong bữa tiệc sinh nhật được tổ chức cuối tháng 5 vừa rồi. Sau biến cố ly hôn, cô vẫn rạng ngời và xinh đẹp. Đi ngược lại dư luận, một nghệ sĩ nổi tiếng bất ngờ lên tiếng bên vực cô gái chị hiểu hôn cầm nhầm túi Gucci. Theo Gia Bảo, nàng hot girl cầm nhầm túi Gucci cũng là con người với nhiều sai phạm và cũng còn cả một tương lai phía trước cần phải bước đi. Trong những ngày vừa qua, cộng đồng mạng đang trở nên ồn ào với một trend mới mang tên chị hiểu hôn. Xoay quanh câu chuyện về một nàng hot girl có ý định ăn cắp nhưng vẫn cố nhận chỉ cầm nhầm túi Gucci khi bị bắt quả tang. Nhiều nghệ sĩ và cộng đồng mạng đều đang tích cực lăng xê cho câu nói chị hiểu hôn đầy hài hước trên, thì Lưu Hoàng Gia Bảo lại bày tỏ quan điểm riêng theo cách hoàn toàn trái ngược. Anh hy vọng mọi người có cái nhìn vị tha hơn cho cô gái cầm nhầm đó. Lưu Hoàng Gia Bảo cho biết cảm thấy không hề vui gì khi chuyện cô gái cầm nhầm túi Gucci được chế thành một trào lưu hài hước. Theo quan điểm cá nhân của chàng nghệ sĩ, việc ăn trộm vốn là điều không hề hay ho, đó là chưa nói đến việc người Việt Nam từng nhiều lần muối mặt tại nước ngoài vì mang tiếng là quốc gia ăn cắp. Chính vì vậy, anh chia sẻ bản thân cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nàng ăn cắp trở thành trend hài hước trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, chàng nghệ sĩ cũng bày tỏ sự cảm thông đối với nàng hot girl cầm nhầm túi của người khác. Anh cho biết dù ăn cắp là hành vi xấu, tuy nhiên điều này không đáng để cô bị tất cả mọi người dè biểu và hủy hoại cả tương lai. Chuyện cô nàng kia làm sai đã có pháp luật giải quyết. Cố làm quá mọi thứ lên không chỉ vừa đẩy nàng hot girl vào chân tường mà còn làm ảnh hưởng đến người thân xung quanh của cô. Chàng nghệ sĩ mong mỏi mọi người cùng cho nàng hot girl làm lỗi một con đường để sửa đổi. Quan trọng hơn cả, Lưu Hoàng Gia Bảo kịch liệt phản đối việc in hình chế của nàng hot girl cầm nhầm túi Gucci lên giày để phục vụ mục đích kinh doanh. Việc đùa giỡn kết hợp kiếm tiền như thế này là rất quá đáng. Dù không ủng hộ hành động trộm cắp của cô hot girl, nhưng Gia Bảo cho biết anh vẫn cảm thấy rất tội và thương cảm với cô nàng. Chàng nghệ sĩ đau lòng khi thấy một cô gái vì vài hành động xấu mà bị cả một tập thể thay nhau mỉa mai, bày tỏ hy vọng mạnh mẽ rằng mọi người hãy cùng ngân tạo trend cho vụ việc cầm nhầm túi. Nhưng Gia Bảo cho biết anh không có ý định đá xéo đụng chạm tới các nghệ sĩ đang lấy miếng chị hiểu không để gây cười, vì mỗi người đều có quan điểm và nhận định riêng. Gia Bảo khẳng định không có ý đá điểu đồng nghiệp. Lên án cái xấu là tốt, nhưng hy vọng mọi người sẽ có cái nhìn văn minh và nhân văn hơn đối với những người xung quanh.
Phản ứng của chồng cũ Nhật Kim Anh khi dân mạng thúc giục tái hợp, đường ai nấy đi đã 3 năm, nên việc Nhật Kim Anh và chồng cũ tái hợp rất khó xảy ra. Bị Nhật Kim Anh tố không cho gần gũi con, Bủ Lộc không có động thái thanh minh cho bản thân. Thay vào đó, anh vui vẻ đăng ảnh đưa con trai đi cắt tóc. Ngày mưa, anh em túp lại vẻ đẹp trai tí xíu, chuẩn bị đón Tết Đoan Ngọ, chồng cũ Nhật Kim Anh viết. Chồng cũ Nhật Kim Anh đưa con trai đi cắt tóc, bên cạnh những lời khen ngợi vẻ đáng yêu của bé Tin. Nhiều dân mạng bày tỏ mong muốn Bủ Lộc và Nhật Kim Anh sớm tái hợp, hai anh chị đẹp đôi mà sao không nắm tay đi cuối con đường. Để cho bé Tin có cả mẹ lẫn cha, dù đẹp, dù giàu sang hay như thế nào đi nữa thì gia đình tan vỡ, người tổn thương nhất là con. Sao hai em không vì con mà chấp nhận sống với nhau, để con có đầy đủ ba mẹ, đừng để con sống xa mẹ tội lắm. Mong gia đình sẽ sớm đoàn tụ và hạnh phúc. Nhưng Bủ Lộc chỉ thả trạng thái cảm xúc buồn mà không trả lời ai. Có lẽ khi đã ra đi đến nước này thì chuyện Nhật Kim Anh và chồng cũ gương vỡ lại lành rất khó xảy ra. Anh chỉ để ai khinh buồn trước những lời thúc giục tái hợp Nhật Kim Anh của cư dân mạng. Cuộc hôn nhân của Nhật Kim Anh tan vỡ khiến nhiều người tiếc nuối. Sau khi chia tay, cô không nhận được quyền nuôi con. Ly hôn được 3 năm nhưng mới đây Nhật Kim Anh mới chính thức xác nhận hậu đường ai nấy đi. Con trai Nhật Kim Anh sống cùng bố và gia đình nội ở Cần Thơ. Trong một bài phỏng vấn, nữ ca sĩ tiết lộ nguyên nhân chia tay là do không cùng suy nghĩ quan điểm. Giọng ca Lâu Đài Cát cũng gây chú ý, chia sẻ. Cô thường xuyên bị chồng cũ cản trở việc gặp và gần gũi con. Anh Lộc không muốn cho tôi gần gũi con mình nữa. Những ngày khai giảng hay bế giảng của con trai, tôi cũng đều không được biết. Thậm chí tên của tôi cũng không được đăng ký tại trường học để có thể đưa đón con đi học. Chỉ khi có mặt của ông bà nội hoặc anh Lộc đi cùng, tôi mới được phép đón con. Đến cả hè, tôi muốn đưa con lên Sài Gòn để đi đây đi đó hay về thăm ngoại chỉ một lát. Anh cũng không đồng ý. Tôi vô cùng khổ tâm. Nhiều lúc tôi thấy mình còn bất hạnh hơn cả những người phụ nữ khác, khi ngay cả những quyền cơ bản của một người mẹ tôi cũng không thể có. Nhật Kim Anh còn tiết lộ chồng cũ ngăn cản cô gặp và gần gũi con trai.